Kính chào các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tra cứu thông tin doanh nghiệp. Tức là chúng ta có thể xem được tất cả các cái thông tin liên quan đến doanh nghiệp, từ ngành nghề kinh doanh, mã số thuế, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, vân vân. Đầu tiên, để tra cứu các bạn hãy click vào tra cứu thông tin doanh nghiệp. Sau đó, chúng ta nhập tên doanh nghiệp hoặc là mã số thuế doanh nghiệp vào ô tìm kiếm này. Thế nếu như mà chúng ta biết mã số thuế thì chúng ta tìm rất là nhanh. Ví dụ tôi nhập một cái mã số thuế của một doanh nghiệp. Đây, nếu các bạn nhập chính xác được mã số thuế của doanh nghiệp thì nó sẽ hiển thị ngay ra ở bên dưới này. Nếu như chúng ta không nhớ chính xác được mã số thuế thì chúng ta rất khó tìm kiếm. Trường hợp chúng ta đã tìm ra được tên công ty đúng như chúng ta muốn tìm thì chúng ta click vào đây. Thì ở đây nó đã hiện ra thông tin của doanh nghiệp. Hoặc các bạn có thể tìm kiếm theo tên doanh nghiệp. Tôi ví dụ như là cũng công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng này. Các bạn nhìn thấy chỉ gõ công ty cổ phần thôi, nó đã gợi ý chúng ta rất nhiều các công ty ở dưới này. Nếu như các bạn không nhớ chính xác tên doanh nghiệp cần tra cứu thì các bạn có thể gõ và tìm theo cái gợi ý ở bên dưới này. Nếu như chưa có hoặc chưa đúng thì chúng ta tìm tiếp. Tìm đến khi nào mà nó xuất hiện ra được tên công ty của mình thì thôi. Nếu như mà chúng ta nhập đầy đủ thì nó sẽ ra ngay. Đây, chỉ cần gõ đến công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt thì nó đã ra ngay cái công ty tôi muốn tìm kiếm này. Và chúng ta chỉ việc click vào đây là xong. Có hai cách chúng ta tra cứu thông tin doanh nghiệp. Một là theo mã số thuế hay là theo tên công ty. Mã số thuế thì chúng ta cần phải mã số thuế chính xác tuyệt đối, hay còn gọi là mã số doanh nghiệp đều là một. Là chúng ta nhập theo tên, ta có thể không cần chính xác tuyệt đối. Vậy sau cái bước đầu là bước tìm kiếm thì chúng ta đến bước tiếp theo là xem cái thông tin doanh nghiệp có đúng không và tình trạng doanh nghiệp này ra sao. Thì ở đây là tên doanh nghiệp này, tên viết bằng tiếng Anh này, tên viết tắt. Thế còn tình trạng là đang hoạt động đây. Nếu có doanh nghiệp nào là bỏ trốn này, hay là doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động này, hoặc là các cái tình trạng khác thì đều được thông báo ở đây. Thế thì trong quá trình hoạt động kinh doanh, chúng ta làm việc với các đối tác mà chúng ta cần xem thông tin của doanh nghiệp đấy xem là tình trạng họ đang như thế nào, họ có bỏ trốn hay không hay là còn hoạt động hay không, thì chúng ta tìm kiếm ở đây trước khi ký hợp đồng hoặc là làm ăn hợp tác với lại doanh nghiệp đó. Mã số doanh nghiệp hay còn gọi là mã số thuế là một, tên chủ doanh nghiệp hay giám đốc, địa chỉ, và ở bên dưới này là cái phần ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đấy. Thì một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều ngành nghề kinh doanh. Ở đây chúng ta có thể click vào nút xem thêm để xem là doanh nghiệp này có kinh doanh bao nhiêu ngành nghề kinh doanh và những ngành nghề gì có trong cái hạn mục kinh doanh mà chúng ta cần tìm kiếm không. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tra cứu thông tin doanh nghiệp và tra cứu luôn cả mã số thuế của doanh nghiệp nữa. Trường hợp mà các bạn không nhớ mã số thuế thì các bạn tra cứu theo tên doanh nghiệp thì cũng ra được mã số thuế của doanh nghiệp. Các bạn hãy like và nhấn nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn.